Diệt Mối và Côn Trùng của công ty Thành Công. Trên kênh YouTube của công ty Diệt Mối Thành Công chuyên chia sẻ những loại thuốc về diệt mối, diệt côn trùng, chẳng hạn như là ruồi, muỗi, kiến, gián, chuột, mò, tất cả các loại côn trùng tổng hợp. Mọi thắc mắc về cách làm, cách sử dụng thuốc, làm sao để diệt mối và côn trùng một cách hiệu quả tối đa nhất, xin mời mọi người cùng theo dõi video được chia sẻ bởi công ty Diệt Mối Thành Công. Sự thật về mọt gỗ, cách trị mọt gỗ có thể bạn chưa biết. Các đồ dùng nội thất trong gia đình làm từ vật liệu gỗ nếu không qua xử lý nghiêm ngặt thường hay bị mối mọt cắn phá sau một thời gian sử dụng. Các vật dụng như bàn ghế, kệ tivi, tủ, giường từ gỗ đều bị hư hại. Đặc biệt, nếu không có giải pháp diệt mọt gỗ tận gốc, có thể lây lan nhanh từ vật dụng này sang vật dụng khác. Sau đây là các biện pháp phòng và diệt mối mọt tại nhà. Chúng ta hãy cùng nhau tham khảo để biết được các loại mọt hại gỗ để biết cách phòng tránh nhé. Mọt gỗ là loài côn trùng cánh cứng có màu nâu đỏ, đen khi đã trưởng thành và màu trắng đục khi còn là ấu trùng. Loài côn trùng này có khả năng đục phá gỗ nhờ hàm cứng cáp của nó. Vậy mọt gỗ sinh ra từ đâu? Đầu tiên, các loại mọt gỗ đục lỗ chui vào gỗ để trứng nở thành sâu non. Sâu non tiếp tục đào gỗ làm hang, ăn gỗ cho tới khi chúng trưởng thành. Con cái đẻ trứng nở trong vòng 16 ngày, chúng lột xác từ 2 tới 3 tuần thành con trưởng thành. Như vậy, tốc độ sinh sản và trưởng thành của con mọt khá nhanh nên đồ gỗ bị chúng phá hoại nhiều cũng đúng. Khi lớn, mọt gỗ chui ra để lại nhiều lỗ nhỏ li ti trên mặt gỗ. Các mảng bụi màu vàng nhạt trên bề mặt gỗ là khi mọt gỗ, các bụi mọt gỗ còn sót lại, còn một phần bụi là phân của chúng. Mọt gỗ là một loại bọ cánh cứng, loại côn trùng này thuộc họ mọt phấn, ưa thích môi trường ẩm của gỗ. Con trưởng thành có kích thước khoảng 5-7mm, màu nâu sẫm, vỏ cánh cứng, đẻ trứng nhiều, khả năng lây lan cao. Mọt có đầu vòi dài, thân hình trụ, chân ngắn, ấu trùng có hình chữ C, màu kem, không có chân, có 11 đốt, nhăn nhúm. Chúng đẻ trứng trong gỗ khô, gỗ bị chặt hạ, con mọt chui vào gỗ phá hoại một cách âm thầm tới khi phát triển thành con trưởng thành đủ cứng cáp. Sau đó chúng sẽ đục cắn toàn bộ phần gỗ trên bề mặt để thoát ra. Những con mối mọt tuy nhỏ nhưng khả năng hoạt động của chúng gây ra những tác hại không hề nhỏ, gây hư hại các vật dụng, đồ dùng sinh hoạt trong gia đình, nhà cửa của bạn như cửa sổ, bàn ghế, đồ gỗ, chân tủ, kệ gỗ, gây hư hại cho các công trình kiến trúc cổ có giá trị lịch sử văn hóa như đình, chùa, cầu. Chúng tấn công các ấn phẩm, tài liệu, giấy báo có giá trị theo thời gian, đang được bảo tồn gìn giữ. Nếu không xử lý sự tấn công này, gỗ trong tòa nhà có thể bị yếu và dẫn đến hư hỏng. Thực tế, rất khó để nhận biết nội thất có bị mối mọt hay không. Chúng ta chỉ thực sự biết khi nó đã phá hỏng một phần đồ gỗ. Bên cạnh đó, chúng tấn công các trang thiết bị máy móc, kỹ thuật, công nghệ cao. Chúng luồn qua các khe hở nhỏ, đắp đất để đi, cho nên chúng có thể gây ảnh hưởng đến các hệ thống điện bị chập, thậm chí cháy nổ rất nguy hiểm. Cách phát hiện mối mọt đục gỗ. Khi vật dụng có mọt, bạn sẽ thấy những bột gỗ li ti rơi xuống từ đó. Lúc đó, bạn cần nhanh chóng có biện pháp tiêu diệt chúng. Vì khi đó, vật dụng có rất nhiều mọt rồi, chúng sẽ sinh sôi rất nhanh. Nếu không, bạn phải vứt bỏ đi, không còn sử dụng được nữa. Những lỗ nhỏ trên bề mặt gỗ do những con trưởng thành tạo ra có hình tròn hoặc hình ova. Có thể nhìn thấy trứng trong các khe của các vật dụng bằng gỗ, ván sàn hay thanh gỗ. Phân mọt thường nằm phía dưới mặt gỗ, nơi con trưởng thành xuất hiện. Bạn có thể nhấc vật dụng gỗ lên. Nếu có phân mọt thì chắc rằng vật dụng của bạn đã bị mối xâm hại rồi. Ngày nay, với sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật, các loại thuốc diệt mối mọt được sản xuất và sử dụng rộng rãi, nên công việc diệt mối mọt cũng trở nên đơn giản rất nhiều. Thuốc diệt mối mọt Xylin 2.5EC là sản phẩm chuyên dùng tốt nhất để bảo vệ gỗ và các loại mây tre lá,
có cùng đặc tính hữu cơ tương đương, giúp chúng ta phòng ngừa và diệt mọt một cách hiệu quả. Bạn có thể bơm hoặc là dùng cỏ quét, hoặc dùng ống xy lanh bơm trực tiếp thuốc vào những lỗ mọt. Thuốc với thành phần nhũ dầu đậm đặc sẽ bám dính rất tốt, vừa diệt vừa phòng chống, hiệu quả và lâu dài. Công ty Thành Công chuyên phân phối những loại thuốc diệt mối và côn trùng trên toàn quốc. Quý khách có nhu cầu thì hãy đến trực tiếp công ty để mua hoặc đến tất cả các chi nhánh ở Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội để mua hàng. Tất cả các sản phẩm công ty phân phối đều được Bộ Y tế cấp phép lưu hành trên toàn quốc và khuyến cáo sử dụng để diệt mối và côn trùng một cách hiệu quả, an toàn nhất. Ngoài ra, công ty còn cung cấp dịch vụ diệt mối tại nhà, diệt côn trùng, ruồi, muỗi, kiến, gián chuột tại nhà, đặc biệt là phòng chống mối cho tất cả các công trình xây dựng lớn nhỏ, phun khử khuẩn, phòng chống dịch bệnh. Quý khách có nhu cầu thì hãy liên hệ trực tiếp số điện thoại em gắn trên màn hình. Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi hết video này. Xin kính chúc mọi người có thật nhiều sức khỏe, có một cuộc sống xanh, sạch, đẹp và không có tác hại của côn trùng. Xin cảm ơn và kính chào tạm biệt.